Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa Hằng Ngày cho Thiếu Nhi trong quyển Thế Giới Mới Tuổi Thơ số 106, ngày 1. Người thừa kế của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh Galati đoạn 4 câu 1 đến câu 7. Câu ghi nhớ Galati đoạn 4 câu 4b đến câu 5. Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài chuộc và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài chuộc và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Chúng ta đọc Kinh Thánh ở trong Galati đoạn 4 câu 1 đến câu 7. Kinh Thánh Tân Ước trang 195, Galati đoạn 4 câu 1 đến câu 7. Và tôi nói rằng người kế tự giàu là chủ của mọi vật mà đương còn thơ ấu thì chẳng khác chi kẻ tôi mọi, phải ở dưới quyền kẻ bảo hộ và kẻ coi giữ cho đến kỳ người cha đã định. Chúng ta cũng như vậy, khi còn thơ ấu phải phục dưới các lề thói của thế gian. Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Lại vì anh em là con nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng: A-ba, cha. Dường ấy, ngươi không còn là tôi mọi nữa, bèn là con. Và nếu ngươi là con thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn của Đức Chúa Trời. Câu ghi nhớ ở trong câu 4b và câu 5. Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra dưới luật pháp để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Cho tôi tô màu câu ghi nhớ nhé. Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài. Rồi. Và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Bởi vì cái câu gốc dài cho nên người ta muốn lược bớt câu gốc của chúng ta là cái chỗ đã được tô màu. Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài chuộc và cho chúng ta được làm con nuôi Ngài. Trong phần tìm hiểu, người kế tự hay người thừa kế trưởng thành theo luật pháp là người được quyền thừa hưởng tài sản gia tài của cha ông để lại. Nếu người ấy còn nhỏ tuổi thì phải có người giám hộ. Theo Galati đoạn 4 câu 3 đến câu 5, trước khi Chúa Giêsu sinh ra, người Do Thái và cả dân ngoại phải phục dưới gì các em? Dưới luật pháp. Và các lề thói có nghĩa là những cái luật lệ, những cái thói quen của con người đó. Trước khi Chúa Giêsu sinh ra, người Do Thái và cả dân ngoại phải phục dưới luật pháp và các lề thói của thế gian cai trị. Đến kỳ hạn, Đức Chúa Trời sai Chúa Giêsu hay là ban Chúa Giêsu đến thế gian để chuộc cả người Do Thái lẫn người ngoại khỏi sự cai trị của luật pháp và cho làm con nuôi của Ngài. Đây chúng ta thấy hình ảnh của một người cha, đứa con chạy lại với người cha đây. Người Do Thái và dân ngoại đều được Đức Chúa Trời chuộc và cho làm con nuôi của Ngài. Thực hành, em cảm tạ Chúa Giêsu đã đến thế gian để chuộc em và cho em làm con của Ngài. Cái từ chuộc này, cứu chuộc hay là chuộc lại, có nghĩa là mình đã phạm tội và bị làm nô lệ cho tội lỗi. Bây giờ Chúa Giêsu đến để chuộc lại mình.
có nghĩa là đem mình ra khỏi tội lỗi và cho mình được làm con của Chúa. Em là người dân tộc, mình là người dân tộc gì thì mình ghi vào, ví dụ như dân tộc Kinh hay là dân tộc Khmer, dân tộc ED. Ở Việt Nam mình có 54 dân tộc, em thuộc dân tộc nào em ghi vô. Em là dân Do Thái hay dân ngoại? Mình là người Việt Nam là dân ngoại. Ai là người Do Thái thì ghi vào đây người Do Thái. Còn mình người Việt Nam, mình là không phải người Do Thái, là dân ngoại bang. Em thưa với Chúa theo ý của phần thực hành, em cảm tạ Chúa Giêsu đã đến thế gian để chuộc em và cho em làm con của Ngài. Lạy Chúa, chúng ta ghi ra cái ý này: con cảm tạ Chúa Giêsu đã đến thế gian để cứu chuộc con và cho con làm con của Ngài. Xin Chúa giúp con yêu mến Chúa vâng lời Chúa chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giêsu đã đến thế gian để cứu chuộc con và cho con làm con của Ngài. Xin Chúa giúp con yêu mến Chúa vâng lời Chúa. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.